anh chị, hôm nay em xin giao lưu là một lô linh sam song hình lá nhỏ hoa màu tím. Mấy cây này đâm chồi sống khỏe hết rồi, về cô chú anh chị mình sang chậu mình trồng liền luôn ạ. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là 51. Cây này em báo ha là nó bị lỗi chỗ này, như là người ta một vết cắt đó, vết chặt đó, chặt của người ta chặt xém vô cái cây nè. Rồi em xin đo hoành thân là 21, cao là 45, kính bầu là 17. Mã số 51 em xin giao lưu là 350, em bao ship. Mã số 51. Mã số 52. Cây nào đế nó cũng quắn đầy bầu hết trơn. Hoành thân là 19, chiều cao là 40, kính bầu là 20. Mã số 52 em xin giao lưu là 450, em bao ship. Mã số 52. Mã số 53. Hoành thân là 20, chiều cao là 47, kính bầu là 19. Mã số 53 em xin giao lưu là 400.000, em bao ship. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã số em mới gọi đúng cây được ạ. Mã số 53. Mã số 54. Hoành thân là 16, chiều dài của nó là 35, kính bầu là 17. Mã số 54 em xin giao lưu là 400.000, em bao ship. Mã số 54. Mã số 55. Hoành thân là 17, chiều cao là 48, kính bầu là 20. Mã số 55, 400.000, em bao ship. Mã số 55. Mã số 56. Hoành thân là 18, cao là 27, kính bầu 20. Mã số 57. Mã số này là phải. Mã số 56 em xin giao lưu là 400.000, em bao ship. Mã số 56. Mã số 57. Hoành đây là 19, chiều cao là 44, kính bầu là 18. Mã số 57, 400.000, em bao ship. Mã số 57. Mã số 58. Hoành thân là 15, cao là 30, kính bầu 20.
Mã số 58, 350 em bao ship. Mã số 58. Mã số 59 cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Hoành thân nó là 18, cao là 32, kính bầu là 18. Nó có một nhánh đổ xuống đó, cô chú anh chị. Mã số 59 em xin Zalo là 500.000 em bao ship. Mã số 59 cũng là cây cuối cùng của clip. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ em xin chào.